thông báo nhanh số 363 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 4 đến 18 giờ ngày 20 tháng 4, ghi nhận 173 ca mắc mới, trong đó thành phố Vũng Tàu ghi nhận 61 ca, trong đó 49 ca tại cơ sở điều trị, 12 ca ngoài cộng đồng, trong đó 3 ca phường 3, 1 ca phường Thắng Nhì, 8 ca phường 9, Thành phố Bà Rịa ghi nhận 21 ca, trong đó 15 ca tại cơ sở điều trị, 6 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca phường Long Toàn, 3 ca phường Long Tâm, 1 ca phường Phước Trung, 1 ca xã Hòa Long. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 20 ca, trong đó 11 ca tại cơ sở điều trị, 9 ca ngoài cộng đồng, trong đó 3 ca phường Mỹ Xuân, 3 ca phường Hắc Dịch, 1 ca xã Châu Pha, 2 ca xã Tốc Tiên. Quyện Châu Đức ghi nhận 17 ca, trong đó 6 ca tại cơ sở điều trị, 11 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca thị trấn Ngãi Giao, 1 ca xã Bình Ba, 2 ca xã Xuân Sơn, 2 ca xã Sơn Bình, 1 ca xã Quảng Thành, 4 ca xã Nghĩa Thành. Quyện Đất Đỏ ghi nhận 14 ca, trong đó 11 ca tại cơ sở điều trị, 3 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca thị trấn Đất Đỏ, 2 ca thị trấn Phước Hải. Quyện Đông Điền ghi nhận 24 ca, trong đó 14 ca tại cơ sở điều trị, 10 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca thị trấn Long Hải, 3 ca xã Tam Phước, 5 ca xã Phước Hưng. Quyện Xuân Mộc ghi nhận 16 ca, trong đó 9 ca tại cơ sở điều trị, 7 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca xã Phước Tân, 1 ca xã Tân Lâm, 3 ca xã Bảo Lâm, 1 ca xã Hòa Bình, 1 ca xã Bình Châu. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 6 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 98%. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron đang diễn biến rất khó lường, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chấp hành nghiêm nguyên tắc năm k thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế nơi cư trú hoặc trạm y tế lưu động khi có bất kỳ một trong các biểu hiện bất thường như là ho, sốt, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh giảm hoặc mức dịp giác hoặc khứu giác. Tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 để được thực hiện sàng lọc COVID-19 chủ động. Hãy nâng cao tinh thần với thông điệp tiêm vaccine, dẫn niềm tin. Tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine mũi 3 phòng COVID-19 mà tỉnh đang triển khai, cũng như ủng hộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh chuẩn bị triển khai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo tinh thần, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với trẻ em, là trách nhiệm đối với cộng đồng.